các bạn nên nhớ rằng, sống trong cuộc đời này, cái người mà duy nhất mà mừng thật sự khi bạn thành công, khi bạn đạt được ước nguyện của mình, chỉ có cha mẹ của mình thôi. Còn lại xã hội và bạn bè, xin phép được dùng từ xấu xa và đê hèn. Xã hội này là một dòng lừa đảo, còn con người á là một lũ hại nhau. Đơn giản một điều bạn nhìn thấy rõ, chỉ cần bạn giàu hơn họ là họ đã ghét bạn rồi. Chỉ cần bạn chạy một chiếc ô tô á đẹp hơn họ, bạn ở một ngôi nhà cao lớn hơn họ là họ đã không ưa bạn rồi. Lúc bạn có tiền, lúc bạn thành công á, anh em bợ đỡ. Khi bạn có tiền, bạn bao cho cái đám lâu la đó đi ăn uống với bạn á, thì bạn sẽ được tâng bốc lên. Thử bạn thất bại thử đi. Tôi đã từng thất bại nè, tôi biết. Tôi đã từng rơi vào trạng thái khó khăn nè, tôi biết. Họ đối xử với mình á rất tệ, tệ hơn cả chữ tệ nữa. Cho nên từ đây đừng bạn bè nữa. Bởi vì bạn á nó thường bè, lựa người cho kỹ mà chơi. Từ đây trở về sau á, cái gì ngon á, nhớ về cha mẹ của mình, nhớ về vợ con của mình. Đừng có bạn bè, nó không nuôi sống mình. Bạn bè chỉ đến bên mình khi mình thành công, còn khi thất bại, bóng dáng đâu tôi không thấy. Nên nhớ một điều rằng, xã hội này là một vòng lừa đảo, còn con người là một lũ hại nhau. Chúng ta phải biết được đâu là người thương mình thực sự, và hãy tìm cách để đối đãi với cái người thương mình thực sự một cách tốt đẹp và chân thành.